bay này. Không biết các bạn ở trước khác thế nào, nhưng như mình ở gần Hà Nội và ở Hà Nội một số nơi khác thì ở miền Bắc ấy, mưa phùn và mưa rất là nhiều. Và mình vừa đem mấy cái quả pin Flycam của mình ra để kiểm tra lại. Bởi vì trước đây khoảng một tuần, hai tuần, khoảng 2 tuần rồi đấy, thì mình đã lấy nó ra để xả rồi. Sau đó mình lại cất vào tủ chống ẩm để bảo quản, để mình biết thời tiết mưa phùn cũng như những cái thời tiết như thế này cũng sẽ không bay được và cũng sẽ không quay được gì cả. Mình đã biết trước về điều đó nên mình đã xả và cất trong tủ chống ẩm, và mình chuẩn bị có một chuyến đi. Thế nên mình đã đem những cái quả pin, những cái thiết bị của mình ra để kiểm tra pin và kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Và tại sao mình phải đem những quả pin này ra để sạc xả thường xuyên? Vì đó là những cái mà nhà sản xuất người ta khuyến cáo chúng ta khi mà chúng ta không sử dụng quả pin Flycam trong một thời gian khoảng 3 đến 4 ngày mà chúng ta đầy 100% chúng ta không sử dụng ấy. Vì một lý do nào đấy, có thể là do thời tiết hoặc là do chúng ta phải đi công tác, chúng ta có việc đột xuất mà những cái kế hoạch của chúng ta phải hoãn lại, thì chúng ta không nên để những cái quả pin đó 100% trong thời gian dài quá 3 ngày. Đến ngày thứ tư chúng ta phải đem ra để xả và cất lưu trữ ở một những nơi an toàn, nơi đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm cần thiết để cho những cái quả pin đấy nó có cái tuổi thọ lâu nhất có thể. Và mình nghĩ kể cả những Mavic Mini đời mới, pin nó không phải là pin polymer, pin cell của nó không phải là lõi polymer mà là lõi non polymer, nó không bị phù phồng. Tuy nhiên là nếu mà đảm bảo cái sạc xả ấy, khi mà không bay trong thời gian quá dài thì nó vẫn rất là tốt cho thiết bị. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ ba cái mẹo mà mình hay sử dụng để xả pin, thì mình sẽ nói về cái hướng dẫn sử dụng của DJI. Người ta hướng dẫn chúng ta lưu trữ và bảo quản pin như thế nào khi không sử dụng trong vòng 3 đến 4 ngày trở lên nhé. Mình sẽ bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng về cái phần lưu trữ pin các bạn nhé. Tất cả những cái điều khuyến cáo ở trong cái quyển hướng dẫn sử dụng pin của Mavic Air mà mình nghĩ của các cái pin đời polymer, lõi polymer nó đều là như thế. Thứ nhất là để pin tránh xa trẻ nhỏ động vật. Thứ hai, khi có thông báo low battery warning, sạc đến ngưỡng 30-50% để lưu trữ lâu. Nếu mà chúng ta lưu trữ lâu, chúng ta sau khi bay về chúng ta sạc trong cái ngưỡng này để an toàn, là đủ điều kiện để lưu trữ ấy. Không để pin gần các nguồn nhiệt, ví dụ như lò lửa, máy sưởi. Không để pin trong các phương tiện giao thông trong những ngày nắng nóng. Nhiệt độ lý tưởng để lưu trữ pin là từ 22-20. Giữ cho pin khô ráo, không bao giờ được để pin rơi vào nước. Điều thứ năm là không được làm rơi, tự sửa chữa hoặc cố ý gây ngắn mạch pin. Điều thứ sáu là giữ pin tránh xa khỏi những vật kim loại như kính mắt, đồng hồ, trang sức và kẹp tóc. Kính mắt, đồng hồ, kẹp tóc, tại sao phải giữ tránh xa khỏi những vật đó nhỉ? Bạn nào biết thì để lại comment bên dưới để mình được thông não nhé. Và điều cuối cùng, điều thứ bảy là không bao giờ vận chuyển một quả pin đã bị rơi, bị tác động, có nghĩa là bị tác động vào, bị rơi hoặc bị đập vào ấy, với dung lượng lớn hơn 30%. Đó là những cái điều mà sách hướng dẫn, người ta hướng dẫn chúng ta lưu trữ pin ấy. Về những cái mặt hàng điện tử hoặc những cái mặt hàng khác, người ta luôn để những cái quyển hướng dẫn sử dụng rất là dày. Vậy cho nên là lời khuyên là chúng ta chỉ chọn ra những cái hữu ích nhất thôi, những cái cần thiết nhất thôi. Bởi vì là ví dụ như Mỹ hoặc một số nước có truyền thống hay kiện thì người ta luôn để những cái hướng dẫn sử dụng nó dài hơn bình thường một chút, nó thừa hơn bình thường một chút, để khi có một cái sự cố hoặc cái gì đó xảy ra thì người ta không sợ cái sự chuyện bị kiện lại, nhất là những nước hay kiện như Mỹ bị kiện lại rồi là sẽ phải đền bù rất nhiều tiền, nên là người ta luôn phải có những cái hướng dẫn sử dụng hoặc những cái khuyến cáo nó dài như vậy, đến 7 điều. Và có những điều mình cảm thấy rất phi lý. Tuy nhiên là cái ý mà mình muốn chia sẻ đó là nếu mà kể cả trong vòng 1 tháng chúng ta không bay ấy, mà pin chúng ta vẫn đang lưu trữ như mình hôm nay này, pin chúng ta vẫn đang lưu trữ, tuy nhiên chúng ta vẫn phải kiểm tra trạng thái của pin, kiểm tra các thứ hình dáng bên ngoài xem có vấn đề gì không, và chúng ta lại sạc nó lên 100%, sạc lên 100%, sau đó chúng ta lại xả xuống 50% để đảm bảo cho năng lượng được lưu thông, được tuần hoàn, các cái bản cực của nó vẫn được hoạt động tốt. Và chúng ta vẫn kiểm tra các điện áp của nó bằng cái ứng dụng DJI, kiểm tra trong một battery, thì chúng ta vừa đảm bảo được xem pin còn hoạt động hay không, và cũng là vừa đảm bảo trạng thái pin đang ở mức tốt nhất, vừa đảm bảo được cho năng lượng nó tuần hoàn, và cũng là để kiểm tra pin nó đã tụt xuống mức nào rồi để chúng ta sạc đầy lên rồi lại xả xuống cái mức
lý tưởng để lưu trữ pin. Cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm tiếp theo đó chính là xả pin làm sao cho hiệu quả. Mình luôn có 3 cách để xả pin và mình nghĩ 3 cách này rất hay, chúng ta đều có thể áp dụng được. Cách thứ nhất là bay xả. Bay xả là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất mà chúng ta có thể thực hiện được. Thì rất đơn giản, chúng ta chỉ việc set pin yếu 50% và sau đó chúng ta bay và chờ đến khi thông báo pin yếu rồi hạ cánh để lấy pin ra thôi. Chúng ta nhớ là với cái cách bay xả này ấy, thì nên tháo pin ra và để vị trí mát mẻ ngay sau khi hạ cánh 50% nhé. Và với cái cách này khi bay ở độ cao khoảng 2m sẽ giúp chúng ta kiểm tra được độ ổn định của flycam, các cánh có còn ổn định hay không. Nếu mòn khiến cho flycam chao đảo thì chúng ta có thể thay luôn. Chúng ta có thể kiểm tra cái điều này bằng cách cho flycam bay ở một chỗ. Nếu mà flycam nó bị rung lắc, nó có dấu hiệu của các cánh mòn hoặc bị sức sẹo vì là bị không cân bằng thì nó sẽ bị rung lắc rất là nguy hiểm, và chúng ta sẽ có thể kiểm tra và thay những cái bộ cánh mà nhà sản xuất đã cho thêm. Chúng ta có thể thay để đảm bảo an toàn trong các chuyến bay tới. Và những cái lưu ý đặc biệt trong cái cách bay xả này, các bạn phải lưu ý cho mình là không nên bay ở trong nhà. Bay ở trong nhà như mình đã nói ở trong cái video là 5 cái lý do chính mà khiến cho drone flycam rơi hỏng mất trong cái video đó, thì mình đã nói về cái vấn đề là không nên bay ở trong nhà rồi. Thế nên khi bay xả một cái cách này, chúng ta phải xác định là bay ở khu đất trống, thời tiết ổn định và bay ở gần, không bay xa nhé, bay ở gần trong tầm mắt, và khi đó là xuống 50% là hạ cánh luôn. Chứ ví dụ chúng ta ham mê quá, chúng ta lại bay xa quá đi, nó về nó lại tụt dưới 30%, chúng ta lại phải sạc lại, và có thể chúng ta lại phải sạc đầy lại, phải bay tiếp, thì nó không đúng ý nghĩa của việc bay xả. Lời khuyên tốt nhất của mình là bay ở một vị trí trống rộng rãi, bay nguyên một chỗ thôi, và chúng ta có thể lấy sách ra, chúng ta có thể đọc sách. Nhớ xét cái phần trăm pin yếu lên 50% nhé. Với cách thứ hai là cái cách mà mình thấy là an toàn này, hiệu quả này, và chúng ta có thể sáng tạo rất nhiều với cách thứ hai này. Các bạn có thể tham khảo thêm với cách thứ hai mình chia sẻ, đó chính là quay xả. Quay xả đơn giản, chúng ta làm giống như cách thứ nhất, set flycam phần trăm pin yếu ở một battery đến 50% pin yếu, sau đó chúng ta sẽ cầm flycam ra để quay. Chúng ta có thể cầm tay để quay như thế này. Chúng ta có thể sử dụng cái tay cầm gimbal. Chúng ta có thể để flycam ở những vị trí an toàn, hoặc đơn giản nếu mà bạn ngại ra ngoài, bạn có thể lên ban công để timelapse lại cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, timelapse đường phố. Rất nhiều chủ đề có thể sáng tạo, và quan trọng nhất là không cần phải bay, rất là an toàn đúng không? Và cái điều lưu ý duy nhất cho mình ấy, vẫn phải lưu ý cái vấn đề này, mặc dù nó là cách an toàn nhất. Tuy nhiên cái điều lưu ý duy nhất là chúng ta phải để flycam ở những vị trí an toàn, bởi vì nó quay rất là lâu đấy. Mình test rồi, flycam như Mavic Air là cái con flycam pin cũng sẽ khá là bình thường ấy, mà quay đến còn 50% mà còn quay được hơn 1 tiếng. Với cách thức thứ ba ấy thì cũng là cách thức mình cũng như các bạn, những cái người nó có cái húp xả pin là một cái bộ phận, những cái húp xả pin để gắn với pin của chúng ta để xả ra thành dạng sạc dự phòng. Mình gọi cách này là cách xả pin dạng sạc dự phòng, cách thứ ba. Cách này thì rất là hợp lý với những bạn mà ngại lôi flycam ra, có nghĩa là chúng ta cứ để flycam trong tủ chống ẩm. Chúng ta có thể flycam một chỗ, chúng ta có thể chỉ có cầm pin đi và cầm cái húp xả pin đi, sau đó cắm sạc vào và sạc cho điện thoại, máy tính bảng, kể cả cái máy ảnh mình đang quay kìa. Thì trong những trường hợp đó, chúng ta đều có thể sử dụng cái húp xả pin này để xả. Nhưng cái mẹo mà mình muốn đưa ra cho các bạn để làm sao để xả pin, bởi vì mục đích chính của chúng ta vẫn là xả pin đúng không? Mình có một cái mẹo cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhất, ví dụ như là điện thoại, cảm ứng, máy tính bảng, hoặc những thiết bị số mà chúng ta hay sử dụng nhất mà cần phải sạc pin ấy. Thì các bạn sử dụng cách này cho mình, đó là chúng ta sẽ sử dụng pin của điện thoại, máy tính bảng về phần trăm khoảng 10 đến 20% pin yếu. Mình không biết các bạn điện thoại các bạn, máy tính bảng các bạn dung lượng như thế nào nhé, nhưng cái cách thức của mình là như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ để điện thoại hoặc máy tính bảng về 1% pin yếu nào đó, sau đó chúng ta sẽ sạc. Chúng ta sẽ dùng cái pin flycam 100% này kết hợp với cái húp sạc xả này để xả. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải ghi lại cái khoảng thời gian bắt đầu xả, cái phần trăm bắt đầu xả pin yếu là bao nhiêu, để mà khi đầy pin của cái thiết bị xả vào, ví dụ như đầy pin của điện thoại, máy tính bảng này, là cái
phần lái cam ấy, nói về cái phần trăm pin hợp lý để lưu trữ thì đó là tuyệt vời nhất. Vì khi điện thoại máy tính bảng đầy rồi thì cái dòng xả ra nó sẽ rất là ngắn, nó rất là bé. Bởi vì kể cả điện thoại và pin thì nó đều có mạch quản lý pin, nó sẽ ngăn chặn cái dòng xả lớn khi mà thiết bị đã đầy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi thiết bị điện thoại đầy có pin này nó sẽ xả về phần trăm đó là lý tưởng nhất. Chúng ta căn được cái thời gian đó, chúng ta ghi lại cái phần trăm thời gian lúc pin đầy. Rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ mất công một buổi để theo dõi cái vấn đề đó. Có thể dùng thiết bị để quay lại hoặc có thể là bỏ nó trước màn hình máy tính để chơi game hoặc lướt web. Chúng ta đi theo dõi xem mà phần trăm bao nhiêu thì xả vừa hợp lý. Cái pin flycam này nó về hai vạch ấy. Là lúc đó là điện thoại máy tính bảng đầy pin, chúng ta cất đi để lưu trữ, chúng ta hẹn giờ, lần tới xả chúng ta hẹn giờ. Cái cách này thì nó rất là tiện ở chỗ nào, ở chỗ chúng ta có thể cầm đi làm, cầm pin flycam đi làm, đi di chuyển ngoài đường, cứ hẹn giờ, đến giờ là chúng ta tháo ra thôi. Và thiết bị điện thoại máy tính bảng của chúng ta được đây. Mình lấy ví dụ nhé, ví dụ như cái Samsung Galaxy S7s này của mình này, nó có chế độ sạc nhanh, và khi xả nó cũng xả luôn bằng chế độ xả nhanh. Mình gọi nó là xả nhanh nhé, mình chưa nghe cái xả nhanh bao giờ. Nhưng cái điện thoại Galaxy S7s này mình có chế độ xả nhanh và mình xả nó rất là nhanh, đúng 1 tiếng 20 phút. Phần trăm pin là của mình là từ 10 đến 20% khoảng đấy, xả đều được 10 đến 20% đấy. Mình xả tẹt ga, xả cho đến khi nào đầy điện thoại này, là cái pin flycam Mavic Air của mình là từ 100% nó xuống đúng 50% để cất đi luôn. Thế nên là bạn nào đang dùng S7s giống như lơ nhá, và dùng Mavic Air thì các bạn có thể ghi cái công thức này lại nhé. 1 tiếng 20 phút, pin từ 10 đến 20%, xả đầy thì chúng ta cất đi thôi, 1 tiếng 20 phút sau quay lại. Quá đơn giản đúng không? Thế cho nên là nếu các bạn dùng các thiết bị có chế độ sạc nhanh, nó rất là tiện lợi, xả nó rất là nhanh, và những lần sau nó rất là nhàn. Quan trọng nhất chúng ta phải lưu ý lại cái lần xả đấy, chúng ta phải ghi lại thời gian. Những cái bạn mà đã chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm bay, các bạn ấy bay khoảng 300-400 lần rồi có pin, các bạn thấy kinh khủng không? Bay 300-400 lần rồi pin vẫn ngon mà bay vẫn rất được lâu, bởi vì người ta là những người cẩn thận, sạc xả đúng quy trình và hạ cánh đúng phần trăm lưu trữ. Hy vọng là những cái mẹo sạc và xả pin, những cách thức sạc xả pin hợp lý của mình sẽ giúp được các bạn lưu trữ pin được tốt hơn trong những điều kiện thời tiết xấu như mưa phùn như miền Bắc mấy hôm nay, hoặc là như những cái lúc mà các bạn có việc ấy. Thì những cái cách sạc pin này sẽ giúp cho các bạn lưu giữ trữ pin và làm cho những cái tuổi thọ của pin được lâu nhất, bền nhất, bay được nhiều nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của Lơ Máy Bay nhé.